Toàn cầu Vina xin kính chào quý khách. Quý khách đang xem mô hình phối cảnh 3D, mô phỏng việc bố trí các thiết bị và hoạt động của hệ thống bãi giữ xe thông minh của Toàn cầu Vina thiết kế cho chủ đầu tư. Toàn cầu Vina luôn quan niệm giải pháp quản lý xe tối ưu nhất, không phải là có chi phí rẻ nhất, mà là giải pháp phù hợp với ngân sách và thực tế nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bằng việc lắng nghe nhu cầu của quý khách hàng, Toàn cầu Vina sẽ đưa ra giải pháp phù hợp và lên mô hình để chủ đầu tư phác thảo được hệ thống bãi giữ xe thông minh sẽ được triển khai. Ngoài ra, nếu cần thiết, Toàn cầu Vina còn đưa ra các phương án để khách hàng dễ so sánh, đối chiếu. Để từ đó, cả hai bên, Toàn cầu Vina và chủ đầu tư, thống nhất được phương án phù hợp. Hãy đến với Toàn cầu Vina để trải nghiệm dịch vụ ưu việt nhất. Toàn cầu Vina, hân hạnh được phục vụ quý khách.